Hôm nay em tân gia nhà anh Phú nha bạn. Mâm cỗ hiện tại chưa có gì. Đấy, Phú chuẩn. Ôi, chia sau tối đấy, sau tối đấy. Qua yếu sinh lý. Đây hộ em cái. Đấy. Quân mua về kia rồi. Đâu cửa gì? Con cửa nhà mình đâu không nhỉ? Con kia đang xé. Yên ơi. Hôm nay lại xây anh em ạ. Đây là anh Hiệp nhá, ngồi nhá. Anh Hiệp kia nhá. Đấy. Anh Hiệp vẫn đẹp ra như ngày nào. Hôm nào anh Hiếu đi ra ngoài này chơi, gọi em đi uống nhậu ở bên Hồ Tây nhưng em bận không đi được. Hiếu Quảng Bình đó. Vâng. À, Hiếu Phan ấy. Hiếu Phan nó hôm trước ra coi Tuấn nó có ngồi với anh. À. Gặp nhau suốt trong kia mà. Vâng, em bảo đặt em công việc ổn định em vô lo chơi với anh. À, anh gọi anh suốt. Hôm nào vào thì đi qua Hà Tĩnh ghé chơi. Vâng. Mấy em hay đi qua đi lại cũng hay vào nhà. Vâng. Anh Hiếu chưa tỉnh ấy. Ngày xưa là trốn ở trong cái suốt ấy. Ngày xưa anh em mình nhớ cho hồi xưa cho vào vào khách sạn chỗ ăn đâu. Dạ. À. Ở nhà bè Bình Dương. Đúng rồi, nhà bè Bình Dương. Đồ ăn trong ấy là ngon anh ạ. Hôm đấy là... Rồi em alo anh. Rồi. Thế nào vào là em alo đi ăn Hà Tĩnh, alo mấy này mình giao lưu. Dạ. Ha. Để em chụp cái màn chứ. Đây. Bây giờ ai nữa đây? Anh em làm việc. Tối quá. Ở đây rồi, đây bạn đẹp. Hôm nay mình hết lượt. Hết bây giờ. Anh Hưng Lộc nhá. Anh Hưng Lộc là quán Thắng Cố mấy cả gì nhỉ? Gà đen này, gói cá này đấy ở bên chỗ nào nhỉ anh nhỉ? CT2X2 bằng liệt Linh Đàm. Linh Đàm nhá. Đấy hôm nào mình qua đấy mình nhậu mình sẽ livestream trực tiếp với anh em mấy hôm nay bận quá. Chào bạn bè của em Khoa nhá. Anh em nào mà ở khu vực Hà Nội Linh Đàm mà có nhu cầu ăn đồ ẩm thực Tây Bắc thì liên hệ anh Hưng nhá. Bán hàng từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Từ 5 giờ chiều đến 5 giờ sáng em ạ. Ui giời ơi, thế thì đi đâu đá đâu hết tiền. Ui giời ơi. Đấy, rất là ngon anh em qua đây nhá. Số đó là hồi xưa mình lấy cho anh à. Còn anh em nào mà muốn mua quần áo ở khu vực nào nhỉ? Gặp anh Nam nhá. Đi công. Anh Nam có đôn trà đi công ạ. Đây là ông chủ của nhà hàng quần áo và tóc tai đây. Đẳng cấp anh ạ. Những người giàu người ta ngại lên mạng rồi, nên là ít nói kiệm lời. Nói lắm, ngại lắm. Không biết nói kiểu gì. Tại gặp mấy anh em bố con nhà ông chuối không nói được. Nhìn thấy chú đau hương cái cảnh tiếu lên. Không làm gì rồi. Em phải đi tìm trong các bếp ăn. Đang dâu rồi, trong các bếp đâu, cho xin miếng nào. Ủa ơi. Không chầm chéo gì. Có chầm chéo ở bên bàn rồi. Hả? Tối thế này mà cậu vẫn ngửi thấy mùi thịt trâu à? Được bắt sóng rồi ấy nhờ. Bắt sóng nhờ. Ừ. Món này khá trường nha, mất công cho miếng to à. Nhỏ. Đây nhá. À, Giang Dâu chuyên bán trâu gác bếp ở lợn này. Đấy, em đặt sớm này. Giang Dâu nhá. Ngon nhé. Ngon không? Còn cháu đó. Có, phê không? Đùa bạn gặp thế. Tôi cần mấy to. Ngon lắm. Cả nhà ăn thì cứ inbox cho anh Hồ Văn Khoa cũng được. Còn nếu mà muốn liên hệ thì Giang Dâu nhé. Facebook là Giang Dâu luôn ạ. Ngon lắm. Cầm cháu rồi. Mình đi tìm đồ chấm. Kìa, đây là hải sản này. Chấm chéo đây em. À. Thấy không? Cái tưởng chất canh không? Ừ, cầm cháu ăn. Mình ngập luôn. Còn mỗi mình tôi là đánh chén luôn. Đây, chúng ta chấm chéo không? Không, bài mất. Đấy. Bài mất. Bài chấm chéo không? Bán luôn đi, bán hàng luôn. Kêu quá. Anh không đi quay video cho em cả. Còn tin được mỗi anh rồi. Ừ. Anh không? Mua men đâu mượn qua sao?
cất vào đâu đây em cầm đi. Đây nhà anh Phú nhà em nè, ba tầng. Ô chị ơi, ăn cái này đau bụng quá, em xin miếng nữa. Đây chủ nhà đây, anh Phú đây, thằng Minh Châu ấy. Ui à, rau ăn cho miếng chị Châu to thế này mà tình cảm anh em mình bón vừa vừa đây. Cầm miếng đi cho nó đỡ đói, uống rượu nó say. Chúc anh tân gia nhà mới nhá. Em một có phòng nào cho ngủ không, là vợ đuổi ấy. Mẹ có 5 10 phòng cơ mà mày ngủ thoải mái. Được đấy. Đấy rồi. Em ra bảo bà lận lái cho là bảo nó là thì em bú trong nhà đến sớm thì chiều ra anh em công việc rồi 4 rưỡi 5 giờ bắt đầu nó mới mò mặt đến. Ặc được. Em đợi đón cái đội này này đi. Thôi kệ. Em tí em tiếp rượu cho anh rồi. Đây ơi, đây rồi, anh làm miếng to nhưng mình chấm chéo, anh ấy bắt chấm chéo đây. Mình cây nhà la vườn đây. Đây là Cucu Thắc nha. Mình là Mafia Internet Minh Phú nha. Đây là Chào Mafia Internet gì nhỉ? Hai anh em cùng quê hương Sóc Lọ, à quên. Sóc Bình, à quên. Tính kêu quên Facebook này. Hả? Facebook. Bố TikTok dám nói thế luôn. Anh có chơi đâu mà, anh sợ. Ở nhà nhá. Anh em mình ở cùng mày, quê mọi người ạ. Mày xé miếng nào không? Anh em mình cùng quê đây. Anh cao em phải xé. Ngon nhỉ, cái chấm nó cái trong các bếp nhà tao dâu ngon nhỉ. Đâu cái này ngái hẳn ra. Lòng vậy đó. Lòng vậy đó nhìn mặt đâu. Rất mà ngon mà. Ừ. Chào mình nhá, đây vợ mình, con lợn lái. Mỗi tội bạn mình rất là xinh, mỗi tội hơi béo ấy. Thế đi, xé miếng một đứa ra. Anh Hải ơi, anh à? Đấy, cắn này phê ra. Không bán ra kìa. Ai quên điện thoại. Ui giời ơi. Có nhiều điện thoại quá đây, nghe máy này. Quá sai luôn. Quá à? Bạn gặp thằng nào rồi bạn ạ? Kiểu gì bán được 2 triệu. Thế này nhá. Anh em về cái con 15 này mà không có ai cờ lao. À ơi, đăng ký cái lao mà muốn bán chạy bán sao ra tiền đút túi luôn này. Nhẹ con này bây giờ không ai cờ lao phải được 3. Phải được 3. Anh em báo là gì vậy? 3 triệu. Con này bao tiền? Cái con này mình cầm đút túi à? Mày ra. Giờ gọi lên anh ơi, vẫn được mà. Có nấu ăn. Ơ, càng thêm chương trình càng vui anh. Cho diễn cuối chương trình được. Anh cứ gọi đi. Anh à, cứ có thêm anh nhỉ? Có thì phải bảo tôi hôm qua mà. Bạn ơi, tôi tài trợ cái món đấy. Cứ có thêm đi là có thêm chương trình, có gì đâu. Đúng không? Anh ăn toàn cả cục quên, ăn thế không quên. Những cái miếng anh ấy họ gọi, anh nghe xem là ai. Đó, kệ đi, mất cái đi tìm anh. Né mẹ cũng cống. Ai chưa chết quên. Xin lỗi cả nhà nhá. Mình chưa nói gì. Đang live stream mà. Sao có 5G nhỉ? Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Là đấy là Miu có 2 tuổi. Miu 1 tuổi. Lâu lắm rồi. Sinh nhật lên. Lâu lắm rồi. Bây giờ cháu nó 9 tuổi rồi. Chụp cái lô ramen cái để hôm nào mấy em có về bên nhà em có gặp ai đâu. Ok anh. Anh Hải sắp 3. Về bên nhà em không gặp ai luôn. Ừ, nhanh. Mắt lợn mắt quả đây này ạ. Đúng rồi, quả đấy ăn này, ăn điểm đấy. Đấy, quả đấy mới lên được sữa. Nhìn xuống. Cái này gì vì mâm cỗ nhà anh Phú nhá. Món gì đây? Sườn Thái. Sườn Thái này. Bò cu bê này. Bò gà đen. Gà đồi chạy này. Rượu Napoleon này. À đây, quay thực đơn nhá. Đây, anh em nha. Đấy. Được chưa? Đấy. Thế là cuối tuần anh. Đấy rồi. Đâu anh em? Hôm nay ngon quá. Bỏ đi ra nhá. Anh ở đây, anh Kiều ơi.
mẹ vào đây thành một món luôn. Đúng rồi, điện thoại các bạn ăn. Vâng. Bây giờ ai bật đây? Uống rồi. Không. Hello anh em nhá. Anh em là mà anh em là mà yếu môn sinh và môn lý thì liên hệ mình Facebook nhá. Đấy. Nào mà chưa đi chặn hết tiền thì liên hệ mình. Đấy. Qua số Zalo 0862771992. Còn anh em nào mà mua quần áo nhá, luxury nhá. Thì qua số 0834922222. 512. Đi. Ôi, em đi. Không. Em đi chị. Đi ở đâu? Tiền đâu? Đây, trong cái đấy. Đâu đây? Chị Kiều bảo là mua hoa thì hoa héo. Phong bì này thì mai nghỉ sóc mua sữa, đúng không em? Dạ. Chị Kiều bảo mua hoa thì hoa bị héo. Đúng rồi. Là không nhận hoa. Đúng rồi. Phong bì này mai mua hộp sữa cho sóc. Chuẩn. Đấy, mà bây giờ mất công mai Phú lại gọi xe khác lại cháu hoa đi. Chuẩn. Rồi, có hết lòng nhiều. Không nên đi hoa. Thật ra cũng khuyên anh em luôn là khuyên tất cả mọi người đi tân gia sinh nhật cũng đừng nên đi hoa. Tại làm sao vậy anh em? Thắp sao tiền? Phong bì này. Hả? Mày quay xa được. Em đang chuẩn bị lại làm răng bây giờ chị Kiều không? Mày nhau với tao, tao lấy tiền mày chết đấy. Thôi, chuyên chị không lấy tiền những người nghèo hơn này. Thôi chúng mày có tiền đâu lấy làm gì? Mình được cái là mình hay đi xuống này toàn chị Kiều với chị Anh Phú cho tiền thôi. Đâu phải là đưa tiền nó bị ngại. Không kịp mua hoa. Ui giời đây rồi. Này này. Này mà tiết lô men này. Đâu anh em? Anh em mấy quả này. Đây đúng rồi, đây mày mà sớm hơn làm anh đi xin nữa giờ. Chào anh em. Châu các bếp của y tá Giang nhá. Sai ơi. Xinh gái là còn đáng yêu, khéo nữa cơ. Nhưng mà chưa có bia. Ai uống mình không à? Anh em đang đi ăn cỗ cái nhà đằng sau. Đây. Đây, bối cảnh chính đây. Đây. Chụp với chồng kiểu ảnh quả luôn men hay không này. Hai anh em là ôi mà mình nghe hết đĩa châu quá bếp luôn. Đeo rơ vào chúng mấy lần. Tôi đang chuẩn bị mở một cái doanh nghiệp ăn cỗ quả kèo kiếm hay. Anh có mang dâu không? Anh phải mang dâu đi. Thôi. Mang dâu đi làm mấy kiểu ảnh. Mình xuống này. Nghe cả. Ừ. Mới đến màu rồi. Đấy. Thôi. Cố bàn thì thế thôi, thục đêm thì quay rồi. Đấy, review qua nhà anh Phú rồi. Rồi xuống lại đây chào mọi người nhá. Mình đi test lô lô men.